các anh em như đã hứa với anh em là mình sẽ review con Exciter này. Thì đây tổng thể chiếc Exciter độ rất là nhiều đồ đây. Thụt trước theo bông bông mai vàng với cả càng sau của R1. Đấy, thụt trước R6 bông mai vàng R1. Mình cùng review con này nhá. Ok anh em. Lại đi anh qua đây. Lại đi lại. Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thân máu đau thật đau. Căn nhà ta cũng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, người mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoáng lo, nhiều hơn một công ty chế lương. Thì tối ăn bánh mì, bọn mình không cần có thật luôn. Chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thân thuộc cứ như quán quen xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Anh cũng không biết những bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau. Cảm ơn anh em quay trở lại với Con Béo Mô Tô Vlog, và hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một con xe mà độ đỉnh cao của dông nọ cắm cằm bán kia. Thụt làm lại, thụt trước làm lại theo chân heo của Yamaha R6, càng sau của Yamaha R1. Đấy. Đôi vành bố Z chuẩn cho Exciter, đôi đĩa là của bông Z1000, thụt sau của Racing Boy, và tiếp theo nữa là tổng quanh của Brembo được xếp 19 rồi bla 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 rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em con Exciter này. Thì chúng ta đi ngay từ dàn đầu. Ngay từ dàn đầu xe các bạn có thể thấy là từ một con bộ thụt của được làm lại. Thụt này thì mình nghĩ giống con SK Racing. Giống con SK Racing hơn nhờ, ăn nhờ. Okay. Rất giống SK Racing. Kèm theo là cái chân phuộc này đã được thay. Vì tại sao cái chân phuộc này mình biết được thay là do là mình là người làm con chân phuộc này. Chân phuộc này là chủ xe đặt từ ở bên ngoài về, xong đấy là nhờ mình vào cho xe, thì là mình vào lại phuộc này, xong rồi căn kiếc lại này, hấp này, các bạn thấy không? Ui, con này hấp này. Đấy, con này hấp đĩa mình làm ra để đưa chuyển ra để bắt chuẩn cho con heo R6 bông R6 này. Đấy, thì đây là hai heo chạy nhá. Thì hai heo thì sẽ đúng là cái cơ chế chạy là nhồi từ trên này nhồi xuống, con này đầy chuyển sang con kia. Đấy, thì là đây là bộ tổng chia đây. Nếu mà với những anh em mà không kiếm được những cái tổng chia zin nguyên bản của Z1000 hay CBR600 hay như là CB400, những con xe to, big bài chia đôi chữ Y, chẳng chữ Y, thì chúng ta nên dùng con này. Đừng nên là tự tiện nhá, tiện chẳng chữ Y nó không cân bằng được, dầu nó đi xuống nó rất là nguy hiểm. Đấy. Thì chúng ta chơi cơ chế là hai cốc nước ấy, đổ từ trên xuống thằng này đầy chuyển sang thằng kia thì bóp nó rất là nhanh. Đấy, thì đây là tổng bông mai, con này heo bông mai nhờ. Người nó hay gọi là heo bông mai R6 đúng không anh? Sao mày phải nhíu môi anh? Chuẩn thế không? Em đang nghĩ thôi. Đi nghĩ. Có nên lên con này không? Con này thì bóp rất là sướng, con này 4 pit bóp thì siêu sướng luôn. Nhưng mà vấn đề là lên làm sao để nó ngon được cơ, chứ nó lại còn là vấn đề lên ngon nữa. Đây là hấp bên này này. Cộng với thêm là chủ xe đã thay cái đôi này là cái rè trước của Winner.
rẻ trước của Winner. Đấy, đầu xe thì chủ xe gần như là không thay đổi gì quá nhiều. Đầu xe Audi zin này, demi zin này, quả đèn led trợ sáng này. Thêm nữa là đây, chủ xe đã thay tổng phanh, tổng côn. À, đầu xe thay rất nhiều em ạ. Đây, tổng phanh RCF 19. Đẹp nhờ, con hàng này copy nhưng mà cái tay đoạn này rất xịn nhá. Nó giống kiểu zin. Giống hết kiểu zin luôn, kiểu zin, kiểu xịn luôn. Còn đây là tổng côn Rambo thì bóp rất là nhẹ. Anh em lên con tổng này thì từ dòng 400 trở xuống lên con này bóp nhẹ như zin luôn. Đấy, tổng đây là tổng zin của Rambo. Còn đây là tổng phanh RCF 19 copy. Con này hàng copy nhá. Tổng hai bộ này cả tổng phanh tổng côn nó là 1850. Thêm là cái cốc dầu đấy, bạn ấy đã uốn bằng dây titan lên rất đẹp luôn. Đấy, tai titan để bắt giữ cốc dầu cực kỳ là chắc nhá các bạn nhá. Đi không bao giờ có hiện tượng rung. Thì như mình thấy là bạn ấy lên con Domino thì bộ Domino này là bộ copy. Đấy, thì cùng tăng tốc Domino này. Đây, camera có thể focus vào cho anh. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cùng tăng tốc Domino này. Đi theo dây hạ xuống nhá, không phải đi vắt lên trên mà đi dây hạ xuống như zin luôn. Đấy, đây là cùng Domino. Và đây là công tắc đề và khởi động của Domino luôn. Đây mình đề này, tắt nguồn. Đấy, tắt máy đi rồi. Đấy, đề tắt máy. Đấy, bây giờ bật lên lại đề được này. Nhưng khi mà anh em tắt máy này rồi nhá thì không bao giờ đề được. Đấy, không bao giờ đề được. Đây là công tắc tắt máy của Domino. Và bên trái là cùng công tắc bên trái passing của Domino. Đấy, đấy. Mở lên đã. Mở lên đã. Đấy, thì đây là bật đèn này. Đấy, pha cốt này. Đấy. Đấy, passing luôn. Passing luôn, kèm cả có cả passing luôn. Đấy. Thì đây là công tắc còi này, Domino. Đây là cùng công tắc của Domino. Thì bộ này rất rẻ, bên con này là hàng copy, con này là 650. Con này là 550. Đấy, cùng công tắc Domino 550. Cùng này là 850 bao lắp đặt. Đấy. Đó là và combo cái dây co ga và dây ga này của Thái là 900.000. Nếu mà anh em lên cùng xịn nhá thì cùng này của nó là 1.850, cùng đề của nó là 1.150 và cùng công tắc bên trái passing này là 1.850. Nhưng cái đấy giá đấy là chưa bao gồm lắp đặt, mỗi lần mỗi một bộ lắp đặt là 100.000. Đấy. Và tiếp theo nữa là mình thấy là chủ xe lên là dàn thân. Dàn thân thì là lên bộ như vậy. Số gầy của RZ Racing, số gầy solo RZ Racing. Đấy. Nhưng mà với những anh em mà lắp cái số gầy solo mà muốn lắp thêm cái gác chân ấy thì chúng ta phải sử dụng có một cái pad này. Đấy. An thấy không? Đây này, một bộ pad này em focus vào cho anh. Một bộ pad này rất made by quần béo, rất là chắc chắn và nặng và khỏe. Đấy, để làm gì? Để lắp được cái gác chân sau, vì gác chân solo này khi lắp gác chân solo rồi thì không lắp được gác chân zin nữa. Vì tại sao nó vướng vào gác chân zin đây? Hai lỗ vị trí gác chân zin đây anh em này. Đấy, thì nó bị ăn mất một lỗ nên là không bắt được cái gác chân zin nữa. Mà bắt buộc nếu mà anh em làm cái pad chuyển này, gác chân zin, gác chân Z1000 các thứ đều lắp được. Nhưng mà đa phần mọi người hay lên gác chân Z1000 đây để cho nó gọn hơn, nó đẹp hơn. Đấy, đây là bộ số 7 RZ Racing 1.650.000. Và tiếp theo là chủ xe đã sử dụng cái thụt Racing Boy, vẫn là Racing Boy DB Red 22, tăng chỉnh độ mềm cứng của xe. Đấy. Một bộ độc dược hơn nữa. Đây, gắp R1 rất là to và đẹp nhờ. Mịn lắm, sờ nước thì anh em được ở đây, anh em sờ và sẽ phát líp luôn. Như da em bé. Rất đẹp. Và cái vành này thì là vành OZ, thì anh em biết rồi, vành OZ chuẩn với xe tơ 150. Đấy, thì con này, con vành OZ này thì cá nhân mình thấy ấy, anh em thấy là đội anh em Big Buy như BMW Z1000 các thứ đi con OZ tầm 65-80 triệu ấy thì là đều là đi những con OZ xịn. Con này là OZ chính hãng của, đây là chính hãng của con X1R phân phối. Hàng này là hàng copy lại mẫu OZ xịn. Đấy. Và chủ xe thì đi quả lốp là 140. Nhưng mà gọi nhông này anh em biết nhông bao nhiêu không? Nhâm 49 của T-Bix. Vì là 15 tại, à? Vì là tại sao em biết không? Do là cái hành trình, cái đường xích này của nó khác hoàn toàn này. Dạ. Đường xích là nó cao hơn. Nó cao hơn. Nên khi mà lên cái nhông này thì chúng ta sẽ phải thay cái nhông này. Đấy. Thay thêm cái nhông này. Đấy. Và thêm nữa là khi mà anh em thay gấp này thì chắc chắn là phải bên này sẽ phải thay cái dây đồng. Bà đứng giữa cái đường cua của ô tô, bà cắm mắt xuống. Đấy, thay cái dây dầu Adelin nhá. Dây dầu Adelin hay Racing Boy đây? À, Racing Boy. Dây dầu Racing Boy. Đấy, RCB. Hai dây dầu Adelin và Racing Boy này giống nhau vãi cứt ra. Mình hay bị nhầm kiểu đấy. Và cái cốc dầu này, wow, cũng tai titan này nè. Ăn chơi nhờ.
Tai Titan, đây cũng là Tai Titan này. Đấy, Tai Titan bắn câu dầu. Titan hết. Titan hết, đúng rồi. Thế mà ốc này không lên, nếu ốc này mà lên thì hết tiền rồi. Cặp trước cặp sau vài chục rồi, vài chục đúng không? Đúng không? Đến vài chục đấy. Nhưng là đây cả cặp trước cặp sau khách đều đặt hàng về. Đều đặt hàng về để mình lên. Anh thì anh không lên con càng to lốp lớn này. À hôm nọ nhắc đến của càng to lốp lớn này. Vành R6, càng R6, lốp R6. Anh thợ nào ở Bắc Ninh à? Anh bảo là anh ý lên được thì nếu mà lên được thì mình mất 200 triệu mà không lên được mình mất 100.000. Ơi đòi 100.000 đi anh. khách thì đây về như kiểu vừa chơi đồ xong rồi hỏi nhờ tư vấn ấy. Đéo hiểu gì luôn, tao đọc lắm đéo hiểu gì. Mình bảo anh không nhận lên, mình đã không nhận lên rồi. Con này là tại sao mình lên, là con này là mình lên cho khách quen và khách quen người ta đặt đồ về rồi. Người ta đưa mình dí kiểu dí súng vào thế bí ấy. Ông không lên thì mẹ tôi thịt ông. Đấy là bắt buộc là anh đây con này lên. Nhưng mà với cá nhân của mình thì đây là anh sẽ phải fix ra điểm này này. Đây này. Em thấy không? Nó đang bị cạ vào một nốt này. Đấy, cạ nốt rất nhỏ đây. Như là cái này là khi mà nhún xuống hai cái này nó bị chạm. Nên là để mình chắc chắn lên mình sẽ làm món căn nó đưa đẩy ra. Đẩy dài cái này ra một tí. Để làm gì khi hành trình xuống nhún xuống nó sẽ không bị cạ cái vào cái càng này. Nó xước cái càng này đi rất là phí của bạn ấy. Và đây này, ốc phải nâng này thì cái càng này huy tim. Hàn quay hẳn cái hàng cho mọi người đọc. Đấy, ốc phải nâng huy tim. Con này hay bán cho R15 rồi như anh em khác để lắp cái bảy nâng khi bảy lên, bảy khi bảy thẳng lên như này. Đấy. Và đây là cái điểm chắc chắn rồi. Khi mà lên càng to vành lớn lốp lớn rồi thì lên cái phát biển 500 máy phát biển nhôm CNC máy bay này để lắp cho Exciter thì lắp rất là vừa vặn liền lạc. Thôi cô dâu không xinh bằng em đâu. Thôi đình xinh quá. Xem bạn này mình nghĩ bạn ấy tên là Mốc Mốc. Mốc Mốc Hàn Quang ấy. Thì ví dụ là tên vợ hay tên chó thì làm sao? Khổ quá. Nếu là anh thì anh không bao giờ dán tên chó anh lên xe cả. Chắc chắn một bạn ấy hai tên Haman. Đấy. Ui quá có khi Haman. Có khi thật. Cái này có khi là thật. Đây là một clip mà mình review cho anh em một con độ Exciter, độ rất là khung khoằm, dâu nọ cắm cằm bà kia. Và sản phẩm này là sản phẩm con béo mô tô lên lắp đặt cho khách. Chứ mình không làm bộ này. Mình không tiện gia công, không làm gia công bộ này. Mà mình chỉ gia công lại hấp này, gia công lại căn kiếp các thứ cho bạn cho nó chuẩn thôi. Căn kiếp theo chuẩn cho cái vành R6 này thôi. Còn đây là cái vành này R1 này. Khi mà ấy ngay ban đầu đấy, camera có focus vào đây được không? Nó đã bị mổ chỗ này rồi này. Đấy, mổ chỗ tay anh này. Đấy, nhìn thấy không? Đấy, chỗ này này. Toàn bộ chỗ này đã bị mổ lại này. Đấy, khi mà lắp lên này, mình quên mất mình không quay cho các bạn xem. Cái này là móc lên là đã mổ lại rồi. Mổ lại tháp lại rồi cho chuẩn cho sai. Vì háng càng con R1 nó rất là to. Nên khi đút vào đây, đút vào càng này nó không vừa. Đấy, nên là nó đã phải mổ lại, nó làm lại chuẩn. Để mà mổ mà hàn chuẩn, căn chuẩn các thứ là nó cực kỳ là khó khăn. Còn cái công việc của mình thì nó đơn giản lắm, tiện căn tiện kiếc lắp để cho cân chỉnh chuẩn rồi là phanh kiếc các thứ ngon lành thì nó là thuộc cả gọi là dễ của nó, nên là rất là đơn giản. Thì cái này là mình review cho anh em biết thôi chứ còn mình không nhận nhá. Còn nếu mà anh em nào muốn độ thì có thể liên hệ anh, mình sẽ cho nick Facebook của bạn khách nhà mình, xong rồi liên hệ anh nào trong ở bên Bắc Ninh anh nhận. Ok anh em, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi một vlog con béo ô tô và hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhá. Bye bye.